Ngày 14 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo khẩn cho Sở Y tế các địa phương sau khi phát hiện 26 cụ già, một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cơ sở 2 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền dương tính với COVID-19. Trước đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 2 đang chăm sóc 89 cụ già neo đơn. Ngày 10 tháng 4, nhân viên y tế của trung tâm ghi nhận 3 cụ già có triệu chứng sốt, chảy nước mũi. Nhân viên y tế đã cấp thuốc uống cho các cụ nhưng không test nhanh COVID-19. Chiều ngày 13 tháng 4, một cụ già thấy mệt nhiều hơn, nhân viên y tế tiến hành làm test nhanh cho cụ già, kết quả dương tính. Sau đó trung tâm đã làm test nhanh cho các cụ già còn lại đang có mặt ở trung tâm là 86 người thì phát hiện thêm 25 trường hợp dương tính với Covid-19. Trung tâm đã phối hợp với trung tâm y tế huyện Long Điền theo dõi sức khỏe của các cụ, cấp phát thuốc điều trị, vệ sinh khử khuẩn cơ sở. Sáng ngày 14 tháng 4, qua xét nghiệm 13 nhân viên làm việc tại trung tâm, phát hiện thêm một nhân viên nhà bếp dương tính với Covid-19. Hiện tại các trường hợp F0 đã được cách ly theo dõi điều trị, sức khỏe bình thường. Các trường hợp F1 cũng được yêu cầu theo dõi sức khỏe. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu Sở Y tế cùng các sở ngành, trung tâm theo dõi, điều trị các trường hợp mắc COVID-19. Giao huyện Long Điền khẩn trương rà soát, tăng tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, lập danh sách và yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chủ động thông báo với y tế địa phương. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống dịch cho người dân, để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân gia đình cộng đồng đối với công tác tổ chức phải đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng sẵn sàng túc trực lực lượng để xử lý các tình huống phát sinh ngoài ra tỉnh yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch tiếp tục đảm bảo hậu cần kinh phí thuốc men vaccine sinh phẩm vật tư hóa chất trang thiết bị nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang khử khuẩn trong các cơ sở y tế trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới